Thưa quý vị, ngày 15 tháng 10 vừa qua, Học viện Đua Xe Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo nhằm công bố và phát động phong trào đua xe chuyên nghiệp tại Việt Nam. Cụ thể là chuẩn bị cho sự kiện diễn và đua xe chuyên nghiệp vào ngày 1 tháng 11 năm 2020 sắp tới tại trường đua Đại Nam. Sự kiện do Học viện Đua Xe Việt Nam tổ chức được thành lập bởi một nhóm các doanh nhân với niềm đam mê đua xe thể thao, nhằm quảng bá và cấu trúc hóa văn hóa đua xe thể thao tại Việt Nam, cũng như giúp các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu của mình. Đua xe thể thao đã là một phần của văn hóa phương Tây trong nhiều thập kỷ. Nó đã giúp xây dựng thành công các doanh nghiệp lớn, từ các nhà sản xuất xe hơi cũng như xe máy toàn cầu đến các thương hiệu tiêu dùng. Trong khi tất cả các nước châu Á đã lĩnh hội được văn hóa đua xe thể thao trong vài năm qua, Việt Nam đã và đang bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt. Học viện đua xe ra đời bởi những con người tâm huyết trăn trở với nền thể thao đua xe nước nhà, luôn mong muốn Việt Nam có thể có những tay đua đủ chuyên môn để thi đấu trong khu vực cũng như quốc tế. Học viện đua xe thể thao ra đời thì với tâm huyết là chúng tôi mong muốn Việt Nam có thể có những tay đua đủ trình độ chuyên môn để có thể thi đấu trong nước, trong khu vực và xa hơn nữa là ở quốc tế. Và tôi tin rằng cái đua xe thể thao này là một sân chơi, là một nơi đào tạo tuyệt vời, nơi mà giá trị của tính chuyên nghiệp, niềm đam mê, chuyên môn và tinh thần thể thao sẽ được truyền tải cho các thế hệ trẻ. Sự kiện trình diễn và đua xe chuyên nghiệp vào ngày 1 tháng 11 năm 2020 sắp tới tại trường đua Đại Nam là bước đầu để thực hiện điều này. Sự kiện sẽ gồm có các hoạt động sôi nổi với các hạng mục đua xe như Go-Kart, Gymkhana, Rip, Stone Show, Test Ride, v.v. Không những mang lại những màn biểu diễn và đua xe gây cấn, mãn nhãn với động cơ phân khối lớn, khách mời còn được trải nghiệm tốc độ và lái thử những mẫu xe mới nhất do các hãng trưng bày tại đây, cháy hết mình trong đêm nhạc EDM sôi động. Về kế hoạch lâu dài của Học viện đua xe Việt Nam thì chúng tôi mong muốn rằng qua những sự kiện tổ chức đua để các tay đua trong nước có thể được cọ sát để thi đấu, để chúng ta có thể có được những tay đua chuyên nghiệp. Và một cái kỳ vọng mong muốn xa hơn là chúng tôi có thể đưa Việt Nam vào trái tim của văn hóa đua xe thể thao tại châu Á. Chương trình được tổ chức với sự hỗ trợ của VMA, ASN, duy nhất của Liên đoàn ô tô quốc tế FIA tại Việt Nam, và Women in Motorsport.